Hello, xin chào toàn thể các anh em. Chào tất cả những người đam mê và yêu thích chim chích trẻ than trên toàn quốc. Hôm nay, thể theo nguyện vọng của một số anh em có nhắn tin và gọi điện cho mình là mong muốn rằng là anh tìm và anh có được những con trẻ than bộ siêu khủng không. Siêu khủng không. Đấy, thì hôm nay để đáp ứng nguyện vọng của một số anh em thích những chú trẻ than có bộ siêu khủng, thì hôm nay mình cũng mới siêu tầm được một em trẻ than bổi, cũng đã gần được 2 tháng lồng, một em bổi già rừng. Và phải nói với các anh em bạn, các bạn rằng là em bổi này là một em bổi có bộ khủng, bộ của em này đặc biệt khủng. Và để có cái bộ đặc biệt khủng thì em nó cũng có tất cả những thứ kèm theo đều rất khủng. Gốc mỏ to nhưng mỏ dưới lại cực mỏng. Anh em sẽ cứ quan sát sẽ thấy gốc mỏ to, mỏ dưới cực mỏng. Đầu to, mình to, đuôi to và dài. Nhưng các bạn cũng lưu ý là em này trong quá trình mình vận chuyển cho nó sang lồng thì nó không may nó làm em nó tụt mất một cái sợi lông đuôi. Tụt mất một sợi lông đuôi đen ở bên trên. Chính vì vậy mà nếu nhìn bên dưới thì cái đuôi nó vẫn còn rất to, nhưng nhìn bên trên thì nó mất đi một sợi lông đuôi đen. Thế và cũng là một trong những cái điều cực kỳ đặc biệt để anh em xem video quan sát, mình đố anh em có thể nhận ra một cái điều cực kỳ đặc biệt ở em trà than này là gì. Ngoài cái chuyện bộ to bộ khủng, mình trường đuôi dài, cao cầu, chân to là nó phù hợp với mình to rồi, đuôi dài cao cầu, thì còn một điều em này hết sức đặc biệt, đố các anh em có thể nhận ra được. Và thôi, cũng không để anh em chờ lâu, mình cũng xin tiết lộ với anh em cái điều đặc biệt ở em trà than này. Đấy, các em anh nhìn thấy lúc con chim nó đậu lại, đứng im lại, anh em có thể phát hiện, có thể nhận ra cái yếm màu đen, cái bộ phận ngực phía trước của em nó. Em này có cái yếm dài sâu xuống qua ngực. Để anh em quan sát, phần lớn là cái yếm này nó chỉ phần lớn là yếm của trà than này, là nó chỉ ngang bằng với cái đầu cánh của con chim thôi. Nhưng con này ấy, với con này thì các bạn có thể nhìn thấy là cái yếm đen của nó đấy, cái phần than nông đen nhánh trên ngực ấy, là nó tụt xuống sâu hơn hẳn so với những con chim bình thường. Đây mình cho đây là một cái điều đặc biệt ở một em trà than. Đặc biệt ở một em trà than. Thế và đây các bạn quan sát thấy đấy, khi mình quay video thì cũng có lúc là mình đi lại, đi đến gần em nó, cách em nó khoảng 1 mét, hơn 1 mét là em nó nhảy loạn lên. Đấy, bởi vì em nó là một em chim bổi mới được gần 2 tháng lồng anh em nhé. Mới được gần 2 tháng lồng. Nhưng mình cũng khẳng định em này là một trong những em mà nếu chúng ta nuôi thì em nó sẽ rất nhanh thuần các bạn ạ. Tại sao mình lại khẳng định như vậy? Bởi vì trong số những em than bổi cùng lứa với em này thì mình thấy em này là một trong những em ham mồi tươi nhất. Đấy, bình thường với những em trẻ than khoảng 2 tháng lồng mà nuôi nhiều như mình thì nói thật cũng không có thời gian để mà chăm sóc gần gũi các em nó được. Cho nên là cũng không thể như anh em nuôi một hai em ở nhà được. Thế mình cứ mỗi lần mình đến là mình đổ cho chúng nó khoảng 5-6 con sâu quy, hay là 1-2 con sâu rồng, hay là 1 con dế. Thì với những em khác phải đợi mình lùi ra xa ít nhất khoảng 2 mét thì em nó mới nhảy đến ăn mồi. Nhưng với em này cực kỳ là lì lợm, cực kỳ là ham mồi tươi. Mình chỉ cần bỏ sâu, con sâu hay là con dế vào trong cống, và mình chỉ cần rút tay ra, lùi ra một bước là em nó đã nhảy xuống và ăn mồi tươi ngay. Thì đấy là một trong những điều đặc biệt mà mình khẳng định là em này nuôi sẽ nhanh thuần hơn những em khác. Hay và một cái điều nữa mình cũng muốn nói với anh em đấy, những anh em thích bộ to bộ khủng và thích chơi trò than chiến ấy, chim chiến, thì đây đúng là một lựa chọn không thể hay hơn, không thể tốt hơn. Một em chim phương đầu to,
mỏ mỏng và gốc mỏ. Cực rộng, mỏ dưới mỏng tanh. Con chim cực kỳ to và trường chim, đuôi xòe to. Thế thì mình cũng xin thông báo với anh em cái phí bảo tồn của em nó là 650k. Nếu anh em mà thích thì hãy nhanh tay nhấc máy alo cho mình. Thế và cũng xin được nói thêm với tất cả những anh em mà nếu lần đầu ghé qua kênh mình, xin các bạn xem video và ấn đăng ký, ấn like, ấn đăng ký để đón xem những video tiếp theo. Trân trọng chào anh em và hẹn gặp lại.